Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị một số thủ thuật và tính năng căn bản nhất của Telegram. Thì trước hết, quý vị có thể đăng nhập Telegram trực tiếp trên web tại địa chỉ web.telegram.org. Thì đây là cái giao diện đăng nhập, quý vị nhập số điện thoại và lấy mã để đăng nhập. Còn đây là giao diện đăng nhập mà KTV đã đăng nhập vào Telegram trên ứng dụng và trên smartphone, điện thoại. Quý vị cũng làm tương tự như vậy. Ok, trước hết quý vị để ý này. Đây, dù trên máy tính hay trên điện thoại thì quý vị để ý đến cái ba gạch đây này. Đây là cái thanh menu. KTV sẽ bấm là menu này. Cái tính năng đầu tiên mà KTV muốn chia sẻ cho quý vị đây này là quý vị có thể thay đổi cái sáng tối, chế độ sáng tối của Telegram. Đây, Night Mode đây này. Đây, KTV sẽ bấm vào đây này. Đó, nó chuyển sang chế độ tối. Ok chưa? KTV sẽ chuyển về cái chế độ sáng. Rồi, tiếp theo một cái tính năng nữa rất chi là quan trọng này, quý vị muốn tìm kiếm một người bạn ở trên Telegram thì quý vị để ý này, có cái ô tìm kiếm này, đây, search đây này. Quý vị tìm kiếm một cái link nào đó trên Telegram thì quý vị phải để cái dấu a còng đầu tiên. Đó, quý vị chỉ cần đánh tên người đó bất kỳ thì nó sẽ ra một cái danh sách trong cái danh bạ hoặc là trên hệ thống mạng của Telegram nó sẽ hiện lên. Ok chưa? Đó, thì nó sẽ có. Và cũng ở cái ô tìm kiếm này, quý vị muốn tìm kiếm các channel, các group, quý vị cũng đánh vào. Đây, ví dụ KTV sẽ tìm kiếm cái kênh này. Đó, đây. Đây là cái channel Python này. Rồi, quý vị đánh xong thì nó sẽ hiện cái danh sách ở đây. Đây, quý vị chỉ việc join channel. Đó, đây là join này. Group đây, quý vị cũng chọn này. Quý vị cũng có thể join vào các group. Đó. Đây, ví dụ KTV sẽ tìm kiếm cái sàn giao dịch là token chẳng hạn. Đó, đây. Quý vị cũng join vào. Rồi, ok. Thì cái tính năng tiếp theo mà KTV muốn chia sẻ cùng quý vị đó là cái tính năng chuyển tiếp và lưu trữ tin nhắn. Đây, ví dụ quý vị tìm thấy một cái thông tin gì đó quan trọng chẳng hạn. Thì quý vị muốn lưu cái tin nhắn đó vào. Đây. Ví dụ KTV muốn lưu cái tin nhắn này thì KTV sẽ kích chuột này. Kích chuột phải chọn forward message này. Và KTV sẽ lưu vào cái phần save message đây này. Đó. Ok. Bây giờ quý vị kiểm tra lại này. Quý vị để ý này. Quý vị vào cái phần menu. Đây, đây là cái biểu tượng lưu tin nhắn đây này. Quý vị bấm vào. Đó, đây thì nó sẽ ra cái tin nhắn mà quý vị muốn lưu cái nội dung đó vào, hoặc là quý vị có thể đánh trực tiếp cái nội dung mà quý vị muốn lưu tin nhắn vào đây. Đây, nội dung lưu tin nhắn đó. Và lần sau nếu quý vị muốn tìm kiếm cái nội dung tin nhắn này ra này thì quý vị cũng chỉ cần vào cái ô tìm kiếm này này, search, quý vị chọn là save, đó thì nó sẽ ra toàn bộ cái nội dung mà quý vị đã lưu. Ok chưa? Tiếp theo là cái tính năng mà đăng nhập nhiều tài khoản trên một ứng dụng. Quý vị cũng vào cái menu này. Rồi quý vị chọn vào setting này. Quý vị để ý ba cái dấu chấm đây này. Đây, ba dấu chấm. Rồi quý vị chọn vào cái add account là cái đầu tiên. Đó.
thì nó sẽ xuất hiện cái bảng này, quý vị hãy chọn vào log in. Quý vị hãy đánh cái số điện thoại của quý vị vào và quý vị có thể đăng ký đăng nhập nhiều tài khoản Telegram trên một ứng dụng. Rồi, tiếp theo là cái tiện ích là quý vị có thể thay đổi tên truy cập, thay đổi tên hoặc là thay đổi số điện thoại. Cũng trong cái phần menu ba gạch này, quý vị chọn này, setting này. Và cái ba chấm đây này, quý vị cũng chọn là edit profile. Thì ở đây quý vị có thể đặt lại tên của quý vị này. Và bên dưới là cái tên có cái phần a còng này để người ta tìm kiếm này. Còn đây là cái số điện thoại, quý vị cũng có thể thay đổi được số điện thoại này. Tiếp theo là một số tính năng nữa này, vẫn trong cái phần menu. Quý vị chọn setting này. Ở phần notification đây này là quý vị chọn cách mà cái nội dung thông báo có tin nhắn mới nó sẽ báo về cho quý vị đây này. Đó. Rồi tiếp theo quý vị chọn vào cái privacy and security này. Đây, cái tính năng này là tính năng khóa user này, block user này này. Quý vị có thể khóa nick của người ta khi người ta làm phiền quý vị vào đây. Rồi, cái tính năng tiếp theo là cái phone number. Thì ở đây quý vị có thể ẩn số điện thoại hoặc quý vị có thể cho mọi người nhìn thấy được cái số điện thoại của quý vị. Nếu quý vị để là everybody thì bất kỳ ai cũng có thể nhìn được cái số điện thoại của quý vị. Còn quý vị muốn ẩn thì quý vị chọn là nobody. Rồi tính năng tiếp theo là cái tính năng not seen online. Thì ở đây ai có thể nhìn thấy khi quý vị online, quý vị nếu quý vị để là everybody thì khi quý vị online thì bất cứ ai cũng có thể thấy được quý vị đang online. Còn quý vị để là nobody thì họ không biết được khi nào quý vị online. Còn cái tính năng này là tính năng forward, chuyển tiếp tin nhắn. Đây, tính năng tiếp theo là cái tính năng profile photo đây này. Thì ở đây là ai có thể nhìn thấy được cái thông tin của quý vị. Quý vị để là everybody thì bất kỳ ai cũng có thể xem được. Còn quý vị chọn là contact thì chỉ những người add cái nick của quý vị mới có thể xem được. Rồi, tính năng tiếp theo là cái call này. Thì ai có thể gọi cho quý vị. Quý vị cũng chọn tương tự everybody, my contact hoặc nobody. Tính năng dưới là cái tính năng group and channel. Thì mặc định Telegram sẽ để mặc định là everybody. Tức là bất cứ ai cũng có thể add, cũng có thể thêm quý vị vào các group hoặc là channel của họ. Đó. Còn quý vị để bên dưới là chọn là My Contact thì chỉ những người đã add cái link của quý vị họ mới có thể thêm quý vị vào các group hoặc channel. Một tính năng nữa. Đây là cái tính năng sẽ Telegram sẽ tự động delete cái tài khoản của quý vị khi quý vị không sử dụng. Đây này quý vị, ở đây mặc định nó là 6 tháng. Quý vị có thể điều chỉnh là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Nếu như ví dụ ở đây quý vị để là 1 tháng mà quý vị không sử dụng thì Telegram sẽ tự động xóa cái user của quý vị đi. Và tiếp theo, đây là một cái tiện ích rất chi là quan trọng này. Nếu quý vị là người có nhiều cái group, có nhiều cái channel thì quý vị nên tạo cho mình một cái folder. Đây, như cái danh sách folder mà KTV đã tạo đây này.
Đó, nó màu đen đây này. Thì cũng trong cái phần menu, quý vị hãy vào này. Quý vị chọn setting. Đây, quý vị chọn là folder. Đây, thì đây là cái danh sách các folder mà KTV đã tạo ra này. KTV có thể xóa nó đi và add nó thêm vào. Đó. Ví dụ KTV xóa cái này đi. Rồi, đấy, KTV vừa xóa một cái folder là channel đi. Bây giờ KTV sẽ thêm cái folder channel vào. Đây, quý vị chọn vào Create New Folder này. Ở đây quý vị hãy để là channel đi. Quý vị có thể đổi cái biểu tượng của nó. Đây. Quý vị cho tiếp Add Chat này. Đây, channel này. Rồi quý vị chọn Save vào. Quý vị chọn Create. Rồi, đấy, vậy là cái channel nó đã ra đây rồi này. Đây, thì tất cả ở đây, nếu là channel thì tất cả các channel nó sẽ hiện ở đây trong cái thư mục channel. Còn cái thư mục group thì tất cả các group nó sẽ ở đây. Vâng, và cũng trong cái phần setting này, quý vị để ý đi này. Nó có 100%, 125% này, 150% đến 300%. Thì quý vị để ý này, đây là dành cho những người mà có những người mà mắt kém chẳng hạn, thì họ sẽ chọn cái phần trăm này lớn hơn để cho cái phông chữ sẽ hiển thị to và dễ nhìn hơn. Ví dụ KTV sẽ chuyển sang cái chế độ 150% này. Chọn reset. Đó, ok. Thấy chưa? Nó sẽ hiện cái phông chữ hiển thị nó sẽ lớn hơn. Rồi bây giờ KTV để về cái mặc định là 100% thôi. Đó, thì nó lại chuyển về cái chế độ mặc định là 100%. Và tiếp theo, cũng trong cái phần menu này, quý vị chọn này. Ở đây quý vị có thể tạo group hoặc là channel. Quý vị tạo group thì quý vị chọn là new group này. Đây, thì ở đây quý vị đánh là tên group của quý vị muốn tạo. Ví dụ ở đây KTV sẽ để group là test đi. Rồi, quý vị bấm vào like này. Rồi quý vị add thành viên vào. Quý vị thêm thành viên vào đây. Ok chưa? Đó. Quý vị vào đây để thay đổi biểu tượng ảnh này. Đây. Đây, KTV sẽ lấy một cái biểu tượng ảnh cho cái group này. Đó. Và quý vị muốn thêm thành viên thì quý vị cũng chọn vào cái dấu cộng có hình người này. Còn quý vị muốn thêm channel thì quý vị cũng vào cái setting này, quý vị chọn là new channel. Ở đây quý vị cũng đánh là cái tên channel của quý vị. Ví dụ KTV ở đây đánh là test channel đi. Đó. Quý vị chọn tiếp vào credit này. Rồi, quý vị đánh là cái link, cái đuôi của cái link channel vào đây. Hoặc là quý vị cũng có thể để là private channel. Đó. Quý vị có thể skip hoặc save vào đều được. Quý vị thêm thành viên vào. Đó. Và cái channel này nó có một cái tiện ích này.
quý vị có thể tắt cái thông báo đi. Đó, tắt cái thông báo. Cũng trong cái phần này, quý vị có thể thay đổi cái biểu tượng channel của quý vị đi này. Đây, quý vị chọn vào này. Thay đổi này. Chọn save vào này. Đó. Quý vị cũng có thể add thêm thành viên vào cái dấu cộng và có biểu tượng hình ok đường. Vậy là KTV vừa chia sẻ cùng quý vị một số tính năng căn bản nhất cho những người mới sử dụng Telegram. Và KTV xin kết thúc video tại đây.